Ngày 2 tháng 4, công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi để chứa cỗ rồi lan sang nhà dân trong hẻm 124 Phạm Thế Hiển, phường 2 quận 8 làm thiệt hại nhiều tài sản. Ông Tăng Xuân Phong, chủ tịch ủy ban nhân dân phường 2 quận 8 cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, cháy hoàn toàn căn nhà có diện tích 50 m2, một căn nhà bị cháy 100 trên 150 m2, cháy hai kho chứa vật liệu gỗ cũ với diện tích là 320 m2 lực lượng chữa cháy bảo vệ được 8 căn nhà với tổng diện tích hơn 1.000m2. Theo ông Phong, hai căn nhà bị cháy lan được người dân thuê để làm kho chứa vật liệu gỗ cũ. 6 căn nhà bị ảnh hưởng với 24 nhân khẩu và chính quyền địa phương đã thuê khách sạn để người dân bị ảnh hưởng ở tạm. Ông Phong thông tin, trong sáng ngày 2 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Hay phối hợp với các tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân trên địa bàn quận 8 tổ chức thăm hỏi hỗ trợ từ 35 tới 40 triệu đồng đối với hộ bị cháy, 10 triệu đồng đối với hộ bị ảnh hưởng và cho biết sẽ hỗ trợ người dân dọn dẹp khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất để sớm ổn định cuộc sống. Đối với các hộ dân có giấy tờ bị cháy, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện hỗ trợ để người dân làm lại như đã đưa tin trước đó, lúc 19 giờ 40 phút ngày 1 tháng 4, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy bãi để chứa vật liệu gỗ cũ nằm trong hẻm 124 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8 và đã điều động nhiều xe chuyên dụng, hàng chục cán bộ chiến sĩ của ba đơn vị đến chữa cháy. Hiện trường vụ cháy nằm sát ven kênh tàu hủ nên lực lượng chữa cháy dùng ba cano lấy nước dưới kênh để chữa cháy. Một nhóm khác thì tiếp cận đám cháy từ đường bộ và kéo vòi rồng phun nước vào bên trong để dập lửa, ngăn cháy lan. Lúc 20 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tổng diện tích cháy là 470m2, trong đó cháy hoàn toàn 50m2, nhà số 206 trên 1 trên 18A, cháy khoảng 100 trên 150m2, diện tích nhà số 206 trên 1 trên 18, cháy khoảng 320m2, diện tích bãi vật liệu gỗ cũ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. 22 giờ ngày 1 tháng 4, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực nhà dân trên đường Phạm Thế Hiển gần chân cầu Chữ Y, quận 8. ghi nhận lúc 21 giờ 30, bên trong con hẻm xảy ra vụ cháy, nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe cứu hỏa, xe cứu thương vẫn đang túc trực. Lực lượng y tế chuẩn bị sẵn cáng đẩy phòng trường hợp di chuyển người bị thương cả khu vực vẫn đang trong tình trạng cúp điện, người dân bên trong được lực lượng chức năng sơ tán ra bên ngoài. Đứng bên ngoài con hẻm, chị Đoàn Thị Lý khoảng 40 tuổi vẫn đang chờ lực lượng chức năng hoàn tất công tác chữa cháy để vào kiểm tra. Chị Lý nói khoảng 19h30, tôi nghe hai thanh niên hô cháy nên chạy ra. Lúc đó nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini, vòi xịt nước nhưng gió to khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nên công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Người dân được lực lượng chức năng sơ tán ngay sau đó. Đến giờ tôi vẫn chưa được vào nên không biết nhà mình có bị cháy lan hay không. Cách đó không xa, một người phụ nữ ngồi bệt trên lề đường phía trước con hẻm với nét mặt thẫn thờ. Người phụ nữ kể lại, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Thời điểm xảy ra cháy, tôi đang ở quận 7. Biết có clip trên mạng xã hội, tôi không dám nhìn vì lừa quá khủng khiếp. Nơi xảy ra cháy có hai căn nhà mà mẹ chồng 95 tuổi và em của tôi đang sinh sống. Bà cho biết, khi đến hiện trường, có nắm được thông tin, mọi người kịp đưa ba chiếc xe máy ra ngoài, cả gia đình vẫn bình an. Chia sẻ với phóng viên, một số người dân sống cạnh đó cho biết, sau khi xảy ra cháy, có nghe tiếng chuông báo động mới kịp thời thoát thân. Chị Nghĩa, 35 tuổi, cho hay, sau khi nghe chuông, nhìn phía sau bãi gỗ, thấy cháy to dữ dội nên tôi tranh thủ lấy giấy tờ quan trọng, kịp thời đưa gia đình ra ngoài đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, PC07 nhận được tin báo cháy bãi chứa vật liệu gỗ cũ tại địa chỉ số 124 trên 4 đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8. Phòng đã điều động đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 8, đội khu vực 1, đội trên sông triển khai thực hiện phương tiện không chế đám cháy. Đến 20 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tổng diện tích cháy là 470 m2, trong đó cháy hoàn toàn 50 m2 căn nhà số 206 trên 1 trên 18A. Cháy khoảng 100 trên 150 m2, diện tích nhà số 206 trên 1 trên 18. Cháy khoảng 320 m2, diện tích bãi vật liệu gỗ cũ nằm ở phía sau dãy nhà, ngay bờ sông. Chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120m2. Dãy nhà liền kề phía bên phải của nhà cháy hoàn toàn, may mắn là không có người thương vong. Khoảng 20 giờ tối ngày 1 tháng 4, người dân sống gần cầu chữ Y phát hiện đám cháy bùng phát tại một nhà dân trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đám cháy nhanh chóng bao trùm và lan rộng sang cả khu vực rộng lớn. Cột lửa đỏ rực kèm khói đen tỏa ra nghi ngút, nhiều người dân hô hoán, dùng nhiều bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Anh Lê Văn Hoàng, người dân sống gần khu vực cháy, cho biết đám cháy quá lớn, lửa khói đỏ rực bao trùm cả một dãy nhà ven kênh. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố. Hồ Chí Minh, phòng PC07 đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận dập lửa từ nhiều hướng. Do cháy xảy ra ở khu nhà ven kênh tàu hủ, bến nghé nên cảnh sát sử dụng cả cano chuyên dụng để phun nước vào đám cháy. Một đoạn đường Phạm Thế Hiển qua khu vực xảy ra cháy được phong tỏa nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn, phục vụ công tác chữa cháy. Giao thông trên cầu chữ Y, hướng quận 1 và quận 5 về quận 8 xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương di rời hàng chục hộ dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Bà Trương Kim Yến, 45 tuổi, cho biết gia đình có hai căn nhà bị ảnh hưởng của vụ cháy làm toàn bộ đồ đạc bị cháy đen, đổ sập. Lửa cháy từ phía sau bờ kênh lan sang nhà tôi, khu vực có nhiều củi khô, nhà gỗ nên đám cháy bùng lên dữ dội. Mặc dù người thân của tôi, hàng xóm và cả lực lượng công an, dân phòng lao vào tiếp cận dập lửa nhưng bất thành, bà Yến nói. Người dân này cũng cho biết, hỏa hoạn bùng phát quá nhanh nên bà hô hoán người thân tháo chạy và chỉ vội ôm đồ đạc có giá trị ra ngoài an toàn. Đến 21 giờ, Đám cháy đã được cơ bản khống chế. Hiện lính cứu hỏa vẫn đang phun nước vào khu vực hỏa hoạn để làm giảm nhiệt độ của môi trường xung quanh và vật liệu cháy. Rất may không có thương vong về người. Một cán bộ phòng PC07 cho biết, đám cháy bắt nguồn từ một căn nhà ven kênh, sau đó cháy lan sang các nhà khác. Hiện chưa thống kê thiệt hại. Miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên, trong khi miền Nam hứng nắng nóng kéo dài từ tháng 3 vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đến sớm do tác động của hiện tượng El Nino. Hiện tượng El Nino làm nền nhiệt trung bình trên cả nước đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm và tác động đến nắng nóng xuất hiện sớm. Theo chuyên gia, ở Nam Bộ, Trung Bộ, nắng nóng xuất hiện sớm hơn một tháng. Với Bắc Bộ, đợt nắng nóng năm nay đến sớm hơn một tháng, nên nhiệt cay gắt, cao hơn trung bình nhiều năm. Dự báo ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng kéo dài từ nay đến khoảng ngày 4 tháng 4. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và miền Trung, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 5 tháng 4. Trong đợt này, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ là nơi nắng nóng gay gắt nhất cả nước. Ông Hường cũng cho biết nắng nóng năm nay có ba đặc điểm chính là nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31 tháng 3, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 tới 38 độ, có nơi trên 38 độ như sông Mã Sơn La 38,8 độ, Phú Yên Sơn La 39,5 độ, Mai Châu Hòa Bình 39,2 độ, đô lương Nghệ An 39,2 độ, Hương Khê Hà Tĩnh 38,6 độ, đồng hới Quảng Bình 39,2 độ. Tuyên Hóa Quảng Bình 39,1 độ, Đông Hà Quảng Trị 38,6 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 tới 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến là 45 tới 50%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 1 tới ngày 2 tháng 4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến là 30 tới 40%, Nam Bộ và các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 tới 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến là 45 tới 55%. Ông Vũ Anh Tuấn, phó trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay. Ở miền Trung, áp thấp nóng phía Tây có thể gây ra hiệu ứng phơn, nắng nóng diện rộng ở toàn miền. Đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ xuất hiện từ ngày 1 tháng 4, không chỉ ở khu vực Hà Nội. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến ngày 5 tháng 4. Khả năng xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt ở trung bộ từ 37 đến 39 độ, ở Bắc Bộ xảy ra nắng nóng từ 35 tới 37 độ. Các điểm xảy ra nắng nóng gay gắt là khu vực miền núi phía Tây Nghệ An, khu vực miền núi của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Phía Tây Bắc Bộ là khu vực phía Tây của Sơn La, Điện Biên. Khoảng từ ngày 5 tháng 4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp nên khu vực này có mưa rông, nắng nóng kết thúc. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều ngày. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, với diễn biến về nắng nóng nhiều như vậy, nhận định trong những tháng tới, mùa hè, đặc biệt là tháng 6, lượng mưa ở khu vực miền Bắc phổ biến sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân chính do tác động của El Nino đã xảy ra trong nửa cuối năm trước cho đến hiện tại. Trạng thái El Nino diễn ra gay gắt nhất là trong tháng 1 vừa qua. Hiện tại El Nino đã suy yếu nhưng những tác động của nó có quy mô lớn nên mức độ vẫn sẽ ảnh hưởng đến thời tiết của các khu vực nhiều nơi trên thế giới, không riêng gì Việt Nam. Do vậy, xu thế nắng nóng ít mưa sẽ là xu thế chủ đạo từ nay cho đến tháng 6 nguy cơ hạn hán gây ảnh hưởng cơ bản đến sức khỏe hoạt động đời sống của con người nền nhiệt độ cao khô hạn kéo dài còn ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp đặc biệt là các tỉnh phía nam nơi có vựa lúa lớn của vùng đồng bằng sông cửu long nóng xảy ra trong nhiều ngày qua sẽ tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp cùng với hiện tượng ít mưa hiện tượng xâm nhập mặn lấn sâu vào nội đồng Ngoài ra, tại các tỉnh miền Bắc, do tình trạng ít mưa, các hồ chứa không tích trữ được nhiều nước. Do vậy, khả năng phát điện cũng sẽ có khả năng năng suất không cao, nắng nóng làm sự truyền tài điện bị thất thoát tương đối nhiều với diễn biến nắng nóng và ít mưa như vậy các hoạt động kinh tế xã hội của người dân cũng như đơn vị sản xuất cần theo dõi tình hình diễn biến thời tiết được phát rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng nền tảng mạng xã hội như facebook zalo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và nền tảng khác của những đơn vị truyền thông chính thống của nhà nước các lĩnh vực về sản xuất, ngay từ bây giờ chúng ta phải có những biện pháp chủ động theo dõi kịp thời tình hình dự báo thời tiết, sau đó là có biện pháp phòng ngừa nắng nóng, tình trạng ít mưa để tránh ảnh hưởng đến những vấn đề tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp cũng như các lĩnh vực sản xuất khác. Chúng ta cũng có thể có các biện pháp khác như tiết kiệm và sử dụng nguồn điện, nguồn nước có hiệu quả và cần làm ngay từ bây giờ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nga, viện trưởng Khoa học khí tượng Thủy văn biến đổi khí hậu nhận định, thời tiết Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh của việc chuyển pha nhanh giữa El Nino sang La Nina. Nếu La Nina xảy ra vào cuối năm thì khả năng bão và áp thấp nhiệt đới dồn dập hơn vào cuối năm, mưa lớn và bão lũ lụt lũ quét ở trung bộ, mưa trái mùa ở nam bộ. Trong bối cảnh phát triển nhanh của đô thị hiện nay, ngập lụt xảy ra thường xuyên hơn. Năm 2023, Việt Nam xuất hiện 20 đợt nắng nóng, nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, năm đợt. Ngày 7 tháng 3, Tương Dương Nghệ An nóng 44,2 độ, cao nhất trong lịch sử quan trắc. Nhiều hồ thủy điện lớn xuống dưới mực nước chết dẫn tới tình trạng thiếu điện diện rộng ở miền Bắc và miền Trung.